Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 -7866. Happy 2Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. thảo viên hoàng trần thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả trước khi gửi đến quý vị thời tiết trong ngày hôm nay mời quý vị theo dõi một vài con số liên quan đến tình hình tài chính và tin tức mới nhất ghi nhận lớn đầu tư vẫn theo dõi tình hình chính sự như thế nào rồi à, cuộc đàm phán giữa hai bên liệu rằng có đi đến hòa bình hay không à, phía à, nga với lại à, ukraine đã nói chuyện xong rồi thưa quý vị mặc dầu kết quả chưa đi tới đâu cả nhưng mà ít nhất họ cũng hứa hẹn sẽ tiếp nối các cuộc đàm phán kế tiếp, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết này. Nhưng mà ít nhất họ nói trong mấy ngày qua mặc dù có vụ pháo kích nhưng mà hai bên á cái chuyện giao tranh nó vẫn còn đó nhưng mà nó không mạnh như những tuần lễ trước. Bây giờ bước sang tới ngày thứ 34, 35 rồi, cuộc chiến rồi. Và tin tức mới nhất sáng ngày hôm nay là quân Nga bắt đầu rút ra khỏi thủ đô Kiev, bắt đầu rút ra và quân Ukraine bắt đầu lấy lại những cái phần vòng đai của thủ đô Kiev và những cái tin tức như vậy bây giờ giới đầu tư uh, theo dõi để liệu xem đang có cái tranh chấp về năng lượng giữa Nga và Châu Âu Nga bây giờ đang lên kế hoạch để cấm vận Châu Âu và Hoa Kỳ mới ghê chứ thưa quý vị mà trong đó có một cái chuyện này hiện nay đang tranh cãi rất lớn để cứu vãn đồng Ruble của Nga hay đây là một cái kế sách cũng rất là độc đáo nga nói ok châu âu bây giờ mua dầu của chúng tôi hả không được trả bằng đồng euro chúng tôi cũng không lấy tiền đô luôn không lấy vàng luôn chúng tôi lấy bằng rubbo quá hay tại vì đồng rubbo nó giảm hơn phân nửa rồi mà bây giờ nếu mà châu âu bắt buộc phải mua đồng rubbo để trả đổi lấy dầu á thì có phải là nâng cái đồng Robo trở lại bình thường hay không? Thì đó cũng là một cái kế sách hiện nay hai bên đang tranh cãi nhau. Thế nhưng với những cái tin tức liên quan đến tình hình chiến sự có vẻ như giảm thiểu và dần dần mặc dù vẫn còn uh, gia, uh, gia tăng cái chuyện giao tranh căng thẳng nhưng mà ít nhất tình hình uh, nó đỡ hơn lúc trước so với mối lo sợ là cuộc chiến này nó biến thành thế chiến thứ ba. Dow Jones lên 238 điểm, Nasdaq lên 156, S&P 500 lên hơn 32 điểm. À, thị trường châu Âu cũng tăng được trong ngày hôm nay mặc dù vẫn còn đang tranh chấp về chuyện châu Âu nhất định không chịu trả à, mua khí đốt với năng lượng bằng đồng rubble. Nikkei lên được 308, hôm nay là 28 ngàn hơn rồi. Thị trường Nhật, hàng hóa Nhật, dịch vụ của Nhật vẫn tiếp tục được mua bán mạnh mẽ. Hồng Kông lên được 242, Thượng Hải thì xuống 10 điểm. Dân chúng Thượng Hải ngày hôm nay, đó, một bên phía miền Tây là phong tỏa, sau uh, một tuần lễ thì đến <laughs> phía miền Đông, cho nên cũng hơi trục uh, chặt. À, một số các uh, thị trường uh, đặc biệt về uh, du lịch ngày hôm nay cũng lên trở lại vì họ hy vọng uh, giá vé máy bay tăng và đồng thời mùa hè này người dân Mỹ tiếp tục đi chơi xa. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 2,448% Dầu xuống 3 đồng 24 cent Giảm áp lực lên lạm phát Dầu còn 102 đồng Mà nếu tình hình chính sự ở Ukraine và Nga bắt đầu giảm giảm dân đó, Thì giá dầu theo đó cũng giảm theo Mọi người đều hy vọng Và giá dầu giảm cũng kéo theo lạm phát Vàng xuống hơn 30 đô la 1914 đồng 10 sen Vâng, thưa quý vị, à, thật nhanh à, dự báo thời tiết ngày hôm nay đó là hết mưa rồi à, Nhưng mà vẫn còn mây mù rất là nhiều cho nên là trời âm u à, Và hôm nay thì à, nói chung từ đây cho đến à, hết nguyên tuần đó thưa quý vị à, Nhiệt độ trung bình là khoảng từ 65 cho đến à, 68 độ à, Buổi sáng trời à, âm u và đặc biệt là gió cũng giảm bớt Nhưng mà mấy ngày tới thì gió à, vào khoảng 10-12 giờ, một giờ à, nói chung là lý tưởng À, tuy nhiên ở tại uh, Pennsylvania thưa quý vị, à, trong uh, hai ngày qua đó đã có những cái đợt bão tuyết và khiến cho uh, thứ nhất là uh, người lái xe họ không có thấy đường khi mà đang đi trên freeway và đường bị uh, đóng băng đó trơn trượt cho nên là vào ngày hôm qua nó đã gây ra một cái tai nạn liên hoàn mà uh, kết quả là có hơn 60 chiếc xe bị đụng vào nhau như quý vị thấy. Đây là một cái đoạn video từ uh, một cái chiếc xe truck uh, uh, cái người này đang lái trên uh, xa lộ số 81 lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm qua thì cái chiếc xe đang đi nhưng mà uh, như quý vị thấy là cái tầm nhìn nó đó đó mù mịt lắm ông này không thấy gì hết tự dưng bắt đầu ngay trước mắt là nguyên một một đống xe họ bị dồn cục lại và ổng đạp thắng nhưng mà cái đường nó bị đóng băng đó cho nên thắng không hề ăn mà cái chiếc xe nó cứ như vậy mà nó lao thẳng vào trong cái đoàn xe như quý vị thấy một người một ông ông phải nhảy ra ngoài luôn chứ không là chắc bị chết uh, và cuối cùng đó khi mà uh, emergency rồi xe cứu hỏa họ đến là hơn 60 chiếc xe dùng cục như thế này uh, và đáng buồn là có 3 người đã bị thiệt mạng hơn uhm. 24 người được đưa vào bệnh viện thì uh, sở cứu hỏa họ nói rằng đến chiều tối luôn đó họ vẫn chưa dọn dẹp được cái khúc đường gây tai nạn này bởi vì có đến uh, 3 bốn cái xe tải mà loại 18 bánh đó bị bốc cháy những cái bánh xe nhựa nó cứ cháy liên tục khói bay mù mịt họ chưa có dọn được thưa quý vị và đặc biệt là có thể là cái số người chết vẫn còn tiếp tục tăng dựa trên các hình ảnh từ máy quay trên xe rất nhiều trên YouTube ở các nơi và trong các tai nạn này quý vị sẽ thấy đó là chiếc xe chạy quá nhanh đến khi mình thấy được phía trước là quá trễ rồi. khi mà mà chưa kể là cái trường sương mù rồi tuyết đang rơi nữa cho nên Thường xuyên trong cứ hàng tuần là chúng ta lại thấy tuần tuần trước có bên Colorado rồi Pennsylvania, Massachusetts cũng đã xảy ra những cái tai nạn. 45 chiếc xe dồn đóng lại, một chiếc xe ngừng lại thôi là những cái chiếc xe sau nhìn thấy là quá muộn cho dù đạp thắng với trường hợp mà trơn trượt ở trên đường phố. Nhất là các xa lộ phần lớn những cái tai nạn này xảy ra trên các xa lộ xuyên bang. Đây là bức ảnh để cho thấy toàn cảnh từ tuần rồi cho đến giờ phút này thưa quý vị. Thứ nhất vào ngày 25, tức là thứ sáu vừa rồi đó, như chúng tôi đã loan tin là phía Nga tuyên bố à, họ bây giờ cái chiến dịch đợt 1 đã hoàn tất rồi. Bây giờ chúng tôi chuyển sang phần thứ hai, tập trung vào việc một lần nữa họ lại dùng cái chữ liberating giải phóng. Họ gọi là Pro Moscow Regions, cái khu vực thân Nga. Thì đây trên bản đồ là vùng Donbas Region. Bởi vì họ nói cái vùng này từ xưa tới giờ đó người Nga khi mà họ từ thời Liên bang Xô Viết, người Nga họ sang đây họ lập cư, họ lập gia đình và đó là lý do tại sao ở Moscow ở Nga đó rất nhiều người có người thân là ở Ukraine và bạn bè Ukraine láng giềng là người Ukraine tức là người Nga họ sang đây láng láng giềng của họ là người Ukraine và sống như là anh em với nhau thôi và vì thế cái khu vực Donbass region lại là cái khu vực nói tiếng Nga đông đảo nhất của Ukraine thực sự khi người Nga giống như người Hoa mà tràn xuống miền Nam để mà sống với người Việt Nam vậy đó từ miền Bắc vô tới miền Tây, Sài Gòn vân vân Rất nhiều người Hoa ở đó. Thì người Nga với Ukraine thì giống tương tự như vậy. Họ sống rải rác nhưng mà tập trung nhất là vùng phía đông này. Và vì vậy khi mà thành lập cái lực lượng ly khai đó thì Nga mới đầu thì tìm cách lấy cả cái khu vực. Họ lấy cái ở dưới Crimea rồi. Đây là vùng Crimea nè quý vị. Đến bây giờ thì họ vẫn giữ nguyên cái vùng Crimea này. Nhưng mà họ muốn lấy vô luôn cái vùng phía đông của Ukraine. Và đó là lý do thua ở Kyiv với Kharkiv. Đây là Kyiv nè, thủ đô nè, rồi Kharkiv ở đây. Thua ở hơn đây này. Cho nên họ nói rằng họ sẽ tập trung để giải phóng cái khu vực thân Nga. Thì bây giờ quân Nga đã kéo về đây để làm thành trì chiếm lĩnh. Và đây là cái phương hướng mới của Nga thì chưa biết được liệu rằng Nga có bỏ cái khu vực này không bởi vì bên phía Ukraine họ nói họ sẽ không bỏ. Đó là cái trở ngại rất lớn trong cái tiến trình hòa đàm đang diễn ra và kết thúc ngày hôm qua diễn biến trong những thời gian tới. mời quý vị theo dõi tin tức chi tiết ngay sau phần quảng cáo.